trường tiểu học thực nghiệm Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt hiện có 1.330 học sinh. Trong đó có trên 1.100 em đăng ký học bán trú. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn tập thể, nhà trường đã chú trọng lựa chọn đơn vị đầu mối có năng lực pháp lý, cung cấp thực phẩm an toàn, tập huấn và nâng cao ý thức đảm bảo an toàn thực phẩm cho các lực lượng tham gia bán trú. Mỗi buổi sáng vào lúc 6:30 thì cái tổ giám sát theo quyết định 06 của hiệu trưởng trường học Lê Quý Đôn sẽ làm cái nhiệm vụ là ba bên giám sát cái thực phẩm đầu vào giữa nhà bếp, bên giao và tổ giám sát là đại diện công đoàn, thanh tra nhân dân, ban liên nhà trường. Và đây là một nhiệm vụ thường xuyên, các vị được hưởng cái chế độ, cái định mức trong cái công tác này. Nhờ làm tốt cái việc này cho nên là hơn 32 năm qua nhà trường chưa từng xảy ra có hoạt động những cái việc mà ngộ độc thực phẩm xảy ra. Đấy. Về phía nhà bếp, đơn vị Lê Quý Đôn là đơn vị là tổ chức nấu ăn tại trường. Nó khác với các đơn vị mà tổ chức hợp đồng cung cấp các suất ăn tập thể. Do đó, các nhân viên nhà bếp được khám sức khỏe định kỳ. Cùng với đó, trường Lê Quý Đôn thực hiện bếp ăn một chiều, lưu mẫu thức ăn theo quy định, giám sát thực phẩm đầu mỗi ngày với sự tham gia của các bên liên quan, gồm công đoàn, ban thanh tra nhân dân, cán bộ phụ trách bán trú để kiểm tra và công khai định lượng. Cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm thì hàng năm thì trường cũng cho các chị em được đi học cái khóa tập huấn của thành phố tổ chức hàng năm, là trước khi mà vào niên học thì về an toàn vệ sinh thực phẩm thì luôn là đảm bảo, và khi mà đưa vào thì chúng em làm qua bằng nước muối, rửa tất cả thực phẩm tươi sống bằng nước muối, rồi đến khi đưa vào trong khâu sơ chế và sau đó là đem ra để phân phối và cho học sinh, là rất là đảm bảo cái khâu an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể ở các trường học là vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của học sinh. Do đó, các đơn vị trường học có tổ chức bếp ăn tập thể đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Bếp ăn được xây dựng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tại trường Mầm Non Chính, thành phố Đà Lạt, với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ trên 540 cháu của 14 nhóm lớp, nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác vệ sinh trong và xung quanh lớp học, khu vực bếp, nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ nhân viên nấu ăn, tăng cường tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm đến các bậc cha mẹ học sinh. Hàng ngày thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giao nhận thực phẩm. Đối với trường mầm non, cái vấn đề an toàn thực phẩm là rất quan trọng. Bởi vì là với các trẻ nhỏ nên là nhà trường luôn luôn chú trọng đến cái vấn đề an toàn thực phẩm là hàng đầu. Thường vào đầu năm học thì nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh hợp đồng những cái mối hàng chọn và là lựa chọn những cái mối hàng uy tín để mình ký hợp đồng với cho các bé. Rồi sau đó là tổ dinh dưỡng, tổ bộ phận dinh dưỡng sẽ là lên thực đơn để cho các cháu ăn hàng ngày. Đưa nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp theo từng độ tuổi, xây dựng khẩu phần ăn hợp lý cho từng bữa ăn phù hợp với giá cả thị trường, với từng lứa tuổi và theo mùa. Phụ huynh trực tiếp đến giám sát việc giao nhận thực phẩm, kiểm tra kho thực phẩm, quan sát các nhân viên, tổ dinh dưỡng, sơ chế chế biến, chia thức ăn cho trẻ, giám sát quá trình tổ chức bữa ăn cho trẻ của các giáo viên trên lớp. Tôi cũng theo dõi rất là nhiều. Thì tôi thấy là trường tổ chức rất là tốt trong cái việc kiểm soát cái bếp ăn tập thể để đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Hàng năm thì trường có một hội đồng là cũng chuyên để mà lựa chọn các nhà cung cấp đầu vào cho các bếp ăn. Cũng có những cái thực đơn là cũng sẽ lên ra hàng tuần và để đổi món cho các cháu, để cho các cháu có một cái thói quen là ham thích trong cái bữa ăn. Qua những cái giờ ăn như vậy, cô cũng giáo dục cho trẻ cái thói quen là không làm rơi vãi. Trong giờ ăn thì không nên nói chuyện, cười đùa sẽ dẫn đến tình trạng là hóc sặc. Thì hàng tuần thì các cô là dán thực đơn trên bảng tuyên truyền để phụ huynh là nắm rõ. Qua đó thì để cho cái mục đích là để cho phụ huynh là khi về nhà là tạo những cái món ăn để không trùng hợp với lại ở trên trường. đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung, vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể ở các trường học nói riêng luôn là mối quan tâm của toàn xã hội. Bởi vậy, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, điều kiện và phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và khẩu phần ăn hợp lý, tiếp tục được cơ quan chức năng tuyên truyền, góp phần đảm bảo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh nhất cho học sinh.